chia sẻ về những khó khăn của bà con nông dân, đặc biệt là các gia đình có công với cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước, Viện Y học cổ truyền quân đội phối hợp với Quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân An Giang đã tổ chức hàng loạt chuyến đi tới các vùng núi vùng cao để khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 3.500 người tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Sáng nay, hàng trăm người từ các thôn bản của đồng bào Simun, đồng bào Thái, đồng bào Kinh đã đến điểm khám chữa bệnh dã chiến tại xã Yên Sơn. Cùng với nhiều người khác, bà Hay đã được cán bộ đoàn công tác đưa vào tận nơi khám bệnh, phát thuốc. Mình ở bản nhiều lúc mỏi cái lưng, đau cái bụng, khó thở, mệt nhiều thứ lắm, nhưng muốn đến trạm xá khám lại ngại, mà cũng sợ không có thuốc. Bây giờ bộ đội quân y, rồi cán bộ An Giang về đây đông thế này, khám chữa bệnh không mất tiền thì mình đến chứ, ai mà lại không đến. Trực tiếp quan sát điều kiện sinh sống của bà con, các bác sĩ cũng nhận thấy phần nhiều các gia đình chưa hiểu biết kỹ về vệ sinh môi trường xung quanh, tập quán đun nấu trong nhà và chăn nuôi liền kề nơi ở vẫn còn. Năm nay đoàn cán bộ của Viện Y học cổ truyền quân đội kết hợp với công ty bảo vệ thực phẩm An Giang đến khám và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách trên thuộc địa bàn của 4 tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu và Bắc Ninh, nhằm mục đích là tri ân đối với những người có công với cách mạng. Công ty chúng tôi mỗi năm đó thì trích ra 10 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế của công ty để quỹ chăm sóc sức khỏe nông dân mời các cái đoàn bác sĩ đi khám bệnh cho bà con nông dân nghèo vùng sâu vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, các gia đình chính sách, các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời đối với những người nhân dân nghèo, bà con nghèo rồi người dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số thì chúng tôi cũng xem như là một cái sự giúp đỡ cộng đồng người nghèo chung trong xã hội. Trong điều kiện bệnh viện, trạm xá, tuyến cơ sở còn nhiều hạn chế, nông dân nhiều nơi còn nghèo thì rất cần có thêm những đợt khám chữa bệnh như thế này, đặc biệt là dành cho các gia đình chính sách. Sự phối hợp giữa các quân y viện với các doanh nghiệp tới các thôn bản để khám chữa bệnh miễn phí cho bà con là mang tính nhân đạo sâu sắc. Cùng với việc cấp phát thuốc thì các bác sĩ còn tới từng nhà để hướng dẫn bà con cách sinh hoạt, cách ăn ở hợp vệ sinh với phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh.